Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một siêu phẩm xe phục nhún thương hiệu Louis Gardner. Con xe này dòng MTB nhé. Group của nó là full đeo rê. Từ tay đề, hàm thắng. Group tất tần tật là đeo rê. 3 đĩa 9 lít. Đó, phuộc của Mỹ, yên của Mỹ. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Tóm lại nó là toàn đồ zin, toàn đồ đính, của đính không. Đây. Đây nhé, bao tay này. Cực êm. Đây, group đây. Nó toàn như này không. Rất mới nhé. Con xe này cơ bản bên ngoài nó mới trên 90%. Đây, các bạn cứ nhìn xem có đúng như vậy không. Đấy. Mình cũng đang quay ngoài nắng nó hơi quáng. Không biết là trên video nó có nét không. Nhưng mà ở ngoài thực tế là nó đẹp kinh khủng luôn. Đó. Đây. Đeo rê này. Đây. Đó. Phục của Mỹ nhé. Đây. Đấy. Bóng màu nó sáng như thế này, phục dầu xịn xò luôn, hành trình dài. Đây, mình khẳng định là nó mới trên 90%. Cặp vỏ Nhật đấy nhá, cặp vỏ này có Nhật, gai lốp nó còn như thế này. Cái vỏ này thì có thể nói là mới 100% được. Đây này. Đây, đây các bạn nhìn này, kể cả cái má ấy nhá, cái má thắng cực chất. Đấy các bạn nhìn cái má thắng đi, cực kỳ xịn xò luôn. Vành Mavic. Đây. Vành Mavic sống trâu. Ở chân căm có lông đền. Đó. Chân căm có lông đền luôn. Đây. Vỏ made in Japan nhé. Đây. Quay gần cho các bạn xem. Đây. Made in Japan. Bắt nét cho các bạn này. Đấy, đây. Cặp vỏ made in Japan còn như mới. Vỏ trước là vỏ sau đều là made in Japan nhé. Thương hiệu đây. Thương hiệu vỏ đây. Đấy. Đó. Vỏ thì nó như thế này. Vỏ thì mới 100%. Gần như chưa chạy. Tổng thể xe thì mới khoảng trên 95%. Đây. Đó. Từ từ thì mình sẽ cho các bạn xem hết các zin toàn tập nhé. Đấy, nó đẹp long lanh như thế này. Tất tần tật đều là Louis Gardner và đeo rê. Đây, các bạn đã từng nhìn thấy cái xe bãi nào mà đồ đeo rê mà nó còn đẹp như thế này không? Đây. Để các bạn cứ nhìn cái này là biết này. Giò đĩa rỗng nhé. Giò đĩa nhìn từ đây con kỳ được đề này đấy. Giò đĩa rỗng. Đeo rê mà nó còn đẹp long lanh như thế này. Không một tí vết nhé, thực sự không tí vết luôn. Các bạn sẽ nhìn thì thấy. Đây, đeo rê đây. Đúng không? Không tí vết luôn. Líp này. Líp như mới luôn. Con xe này tổng thể thì phải 95% trở lên. Vỏ đây, các bạn nhìn cái vỏ này. Mình bắt nét cho vỏ các bạn xem nhé. Các bạn là không có phải lăn tăn vụ cái vỏ còn bao nhiêu nhé. Nói thẳng luôn, cục vỏ còn mới 100%. Made in Japan. Đồ thì cũng vậy. Đây này, đeo rê. Đây, ở một cái góc quay này cho bạn xem cái má thắng của nó này. Cực kỳ xịn xò luôn. Con sâu chặn nước là còn nguyên. Đeo rê nhé. Đấy, vỏ đây. Vỏ thì nó trên cả mới rồi, cứ gọi là như xuất xưởng ra. Con xe này cực độc, con này là cái mà người ta thường gọi là hàng xách tay thì không có cái nghĩa địa gì với con xe này nhé. Đây, yên của Mỹ đây. Các bạn nhìn này, USA, đây là cái đường chỉ theo USA nha. Ở dưới gầm yên, ở dưới gầm yên này cũng có dập chìm là USA luôn. Bao yên Mỹ. Đẹp long lanh. Phần đỏ này là vải
Phần này là da, phần này là vải. Đây, USA. USA. Không chỉ USA đây mà trong gầm này cũng vậy. Ở riêng con xe này, hàng đồ Mỹ thì có cái yên và cái phuộc, phuộc dầu. Đấy, phuộc thì nó sáng như thế này. Đấy. Tổng thể các cái này thì các bạn thì hỏi các bạn xem nó mới bao nhiêu phần trăm. Mình bên ngoài mình khẳng định là mới trên 95%. Đấy. Cặp vỏ Nhật nhá, made in Japan mà nó còn mới như thế đấy. Đây. Cái này bên ngoài nó đen nha các bạn, không phải màu này nhá. Nó bị dạ đây này. Đó. Màu là nó đen chứ không phải, nó không phải màu màu tím tím này đâu. Nhìn bên ngoài là nó đen. Đó. Không hiểu sao mà bắt video vô thì nó lên màu này đó, chứ nó là màu đen. Đấy. Size 40 nhá. Size thì ông đứng 40, ông ngang tâm đến tâm là 53 chuẩn luôn. Đấy. Đây. Tem an ninh Nhật đây. Đeo rề nhá. Các bạn thấy không? Không tì vết. Đây, kể cả bên đây này. Đấy, cái này là cái dơ nhá, không có tì vết đâu nhá. Đây này. Rất hiếm. Con xe nào mà được như con xe này. Bản thân mình cũng ít gặp chứ không phải là mình quay qua đây là mục đích để các bạn xem cái phần sườn bên này nhé. Đấy, thì nó cũng giống y hệt bên kia thôi, thậm chí nó còn đẹp hơn nữa. Sườn thì ở đây nó có tích hợp cái chỗ bắt thắng đĩa nhé. Đây, chỗ bắt thắng đĩa này. Đó, đây nữa. Ở đằng trước này cũng có chỗ bắt thắng đĩa luôn. Bắt cùm đĩa, cùm thắng đĩa này. Đấy. Rồi. Đấy. Thì con xe thì nó mới như vậy. Nó vào trong video nó không mới bằng ở bên ngoài. Mình chả hiểu sao nhưng mà bên ngoài nhìn mới lắm. Đây này, chẳng hạn như cái màu của cái tay đề này nó đã đen thui à. Chữ trắng màu đen nhưng mà lên video là sao nó cứ ngả ngả cái màu, nhưng không phải. Cam kết là mới. Màu đen, những cái nào mình nói màu đen là màu đen. Đây này, những cái này là màu đen. Đấy. Những cái hàm thắng này là màu đen hết này. Đây này. Đây ở cái góc quay này nó lên màu đen này đấy. Đây. Đấy, nó màu như thế này, nó còn mới như vậy đấy. Rồi, tóm lại thì con xe này thì nó quá mới rồi. Một rất hiếm. Các bạn mình nói chân tình luôn là rất hiếm gặp được một con xe mà nó mới cỡ như thế này. Đồ đeo rê nhá, full đeo rê mà nó mới. Mới không tưởng luôn. Đấy. Rồi, đây, mình test cho bạn xem cái em. Có một cái khá lạ là thế này. Đây, mình nói luôn. Thông thường thì bấm xả thì tay này người ta để là lên. Nhưng mà ở cái bộ tay đề đeo rê thì ngược lại. Ở bên líp nhé, là các bạn bấm vào đây thì nó sẽ xuống líp nhỏ. Bấm vào đây xuống líp nhỏ và bấm sang bên xả này thì lại là lên líp. Đấy, nó ngược lại với những cái tay đề khác nhé, gọi là tay đề nghịch. Đây, mình bấm nhé, mình bấm thì nó xuống này. Đấy. Rồi, bây giờ mình lên cho các bạn xem. Nếu các bạn bấm vào tay xả thì nó sẽ lên. Đấy, nó sẽ lên như thế này. Và nó lên rất mượt, lên không có tiếng kêu, không có động đậy luôn. Đấy. Nó đã lên tới líp 1 rồi. Ở líp thì là líp to kêu líp 1 nhé. Và trả về líp 9 thì các bạn bấm vào xả. Đấy, nó lên rất êm như vậy đó. Đổi rê nó lên. Nó nhẹ, nó trơn. Đeo rê là đẳng cấp nhất rồi. Không có cái gì là chùm rồi, chùm cuối rồi. Ở cái dòng đầu ngang này là đeo rê là đỉnh của đỉnh rồi. Tức là nếu các bạn lên tới chóp thì nó gặp đỉnh, mà các bạn leo lên đỉnh thì là nó tới chóp rồi đấy. Rồi. Tiếp tục cái này nhé. Ở bên tay đề đĩa thì nó lên bình thường. Vẫn là xả là về líp nhỏ. Và bấm thì nó lên líp lớn, tương tự như vậy. Rất ngọt. Đấy, các bạn nhìn nó chả này. Nói thiệt thì tôi lấy con xe này về tôi ngồi tôi ngắm cái này hoài. Ngắm cái bộ đề của nó hoài. Từ tay đề trên, cùi đề. Thực sự là một
kiệt tác, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật chứ nó không còn đơn giản là tại sao cái người ta yêu thích cái group DLR là vậy. Đấy, các bạn cứ nhìn theo đây này. Tôi nói thật nãy giờ tôi cứ ngồi tôi ngắm cái này không à. Đấy, đỉnh của đỉnh. Đây, tất tần tật là mới trên 95%. Ngoại trừ cái vỏ nhá. Cặp vỏ là tôi khẳng định nó 100% đấy. Như chưa chạy đâu đấy. Mà thực sự là nó chưa chạy. Chắc chủ cũ nó ráp vô là đem về đây thôi. Chứ cái vỏ chưa lăn bánh luôn. Bản thân về đây tôi cũng chưa chạy đấy. Đó. Mình nhắc lại nhá, con xe này là ống đứng 40, ống ngang tâm đến tâm là 53. Đó, nó là xe sườn xéo. Như vậy có nghĩa là con xe này nó sẽ tương đương với lại sườn ngang 50. Đấy, nếu mà xe này kéo lên sườn ngang thì nó sẽ là size 50 của cái xe sườn ngang. Còn ở cái con xe này thì nó là size 40. Những cái sườn xéo các bạn cứ cộng cho mình 10 phân. Nó sẽ tương đương là cụ thể như thế này cho dễ hiểu đi. Con xe này là hiện tại ông đứng là 40 này. Đấy, nó sẽ tương đương với cái con xe sườn ngang 50. Và ống ngang không thay đổi. Đây, nó như thế này cho nó dễ hiểu nữa đi. Đây, nó sẽ lên tới đây, kéo ngang lên tới đây là nó sẽ là 50. Và cái từ đây tới đây là 53, không thay đổi. Đấy, như vậy cho nó dễ. Nó chỉ là thay đổi phần xéo xuống để giảm ống đứng thôi. Rồi, bạn nào mà có điều kiện, có tài chính, thích con xe này, giá thì cũng hợp lý thôi. Tùy nó đẹp như vậy nhưng giá nó cực kỳ hợp lý. Các bạn thích con xe này thì thôi nhá, cứ gọi số này đi. 0939086797 để chốt đơn cho nó nhanh. Còn một phương pháp nữa là các bạn chat qua Zalo cũng được. Chứ còn các bạn mà bình luận trên đấy thì mình ít khi lắm. Gần như là mình nói thật luôn, mình úp xong là mình buông trên đó đó. Nhiều khi là lên đọc bình luận là xe bán mất tiêu rồi. Thậm chí con xe đăng lên 30 phút là bán rồi. Hoặc là 15 phút là đã có người chốt rồi. Thành thử ra đến khi mà rảnh lên nó đọc bình luận thì là xe đã bán rồi. Rồi, bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.